Ngày 19 tháng 10 năm 2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh sẽ diễn ra hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp tỉnh năm 2022. Tham dự có 25 thí sinh đến từ 10 huyện, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn đảng bộ nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về công tác xây dựng đảng và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho đội ngũ bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Đây là dịp để các bí thư tri bộ giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý các tình huống trong thực tiễn ở cơ sở. Các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi về xây dựng đề cương và clip sinh hoạt tri bộ. Mỗi thí sinh sẽ có màn chào hỏi và thi nghiệp vụ. Cuối cùng là phần thi xử lý tình huống do ban giám khảo đưa ra. Nội dung hội thi tập trung vào các quy định hướng dẫn thi hành điều lệ đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh ủy và cấp trên liên quan trực tiếp đến tri bộ. Kết thúc hội thi, ban tổ chức sẽ cấp giấy chứng nhận kèm theo phần thưởng cho các thí sinh đạt kết quả cao với một giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9h10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao bằng. Như thường lệ, một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay, thứ ba ngày 18 tháng 10. Từ đầu năm đến nay, bà con nông dân xã Cần Yên, huyện Hà Quảng đã gieo trồng các loại cây trồng. Kết quả có nhiều cây trồng có diện tích gieo trồng vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 921,8 tấn, đạt 100,08% kế hoạch. Trong đó, lúa mùa gieo trồng được 260 ha, đạt 100% kế hoạch, Ngô ruộng gieo trồng 60 ha đạt 100% kế hoạch, năng suất đạt 45,3 tạ trên một ha, sản lượng đạt 271,8 tấn. Ngô dãy gieo trồng được 210 ha đạt 100% kế hoạch, năng suất đạt 31 tạ trên một ha, sản lượng đạt 650 tấn. Cây đỗ tương gieo trồng được 60 ha, cây lạc hè thu gieo trồng được 55 ha. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã Cần Yên tiếp tục vận động nhân dân gieo trồng, chăm sóc cây trồng vụ hè thu và vụ đông xuân đảm bảo hiệu quả chỉ đạo phát quang, nạo vết canh mương, đảm bảo nước tưới cho cây trồng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao hoạt động hiệu quả trong nông nghiệp, khuyến khích người dân áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Tại huyện Bảo Lâm, trường chính trị Hoàng Đình Dòng vừa bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 5 cho 78 học viên là cán bộ công chức viên chức các cơ quan ban ngành, các trường học trên địa bàn huyện. Sau một năm, các học viên được học tập nghiên cứu 14 học phần và viết khóa luận tốt nghiệp hoặc thi 3 học phần. Nội dung cơ bản chủ nghĩa duy vật biện chứng và nội dung cơ bản chủ nghĩa duy vật lịch sử, kinh tế chính trị về phương thức sản xuất từ bản chủ nghĩa và chính trị về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung cơ bản chủ nghĩa xã hội khoa học và nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước Việt Nam, quản lý hành chính nhà nước, kỹ năng lãnh đạo và quản lý, thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương hoặc ngành và một số nội dung khác. Kết thúc khóa học, nhà trường đã trao giấy chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành chương trình học tập, kết quả toàn khóa đạt loại giỏi. Liên đoàn Lao động huyện Hòa An vừa tổ chức giải bóng chuyển hơi nam nữ. Tham gia giải có hơn 500 vận động viên là cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Nội dung tranh tài các đội thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn ra các đội mạnh vào vòng chung kết. Với tinh thần thi đấu cao thượng đoàn kết, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những đường chuyển hay, nhiều pha bóng tấn công đẹp mắt, hấp dẫn và tay cấn, thu hút sự quan tâm cổ vũ của đông đảo, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Đây là hoạt động thể thao thường niên nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe theo gương Bắc Hồ vĩ đại, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang trong toàn huyện có dịp gặp gỡ, tăng cường quan hệ giao lưu với tinh thần khỏe để công tác tốt, giảng dạy tốt. Sau hai ngày thi đấu sôi nổi, ban tổ chức đã trao hai giải nhất, hai giải nhì, 4 giải ba và 8 giải khuyến khích cho các đội có thành tích xuất sắc. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý trong nước quốc tế. Tối qua, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt sâu Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2022 với chủ đề Hành trình của Hy vọng. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động và phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022 phát biểu tại chương trình thủ tướng khẳng định chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau không chỉ là khẩu hiệu mà là những hành động cụ thể thiết thực thủ tướng đề nghị và kêu gọi các bộ ngành cơ quan địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ hiệu quả các chủ trương chính sách về giảm nghèo nhất là ba chương trình mục tiêu quốc gia giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh tăng cường kiến thức kỹ năng sản xuất tạo thêm công an việc làm cho người nghèo các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành chung tay có các hoạt động thiết thực, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Những người nghèo cận nghèo cần phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên thoát nghèo bền vững. Cuộc chiến chống đói nghèo không thể thành công nếu chính người nghèo không nỗ lực vươn lên vì một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Theo ban tổ chức tại chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2022 đã nhận được sự quan tâm của 167 cơ quan đơn vị, tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức tôn giáo người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Các nhà hảo tâm đã ủng hộ và đăng ký ủng hộ quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội với số tiền trên 1.177 tỷ đồng, trong đó qua quỹ vì người nghèo trung ương gần 134 tỷ đồng, chương trình an sinh xã hội trên 1.043 tỷ đồng. Ban tổ chức chương trình cũng thông báo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 63 tỉnh thành phố đã và đang triển khai hoạt động thiết thực trong tháng cao điểm vì người nghèo. Theo thống kê đến nay, mặt trận các tỉnh thành phố đã huy động đăng ký ủng hộ trên 1.639 tỷ đồng, trong đó ủng hộ quỹ vì người nghèo địa phương trên 908 tỷ đồng và thực hiện an sinh xã hội gần 731 tỷ đồng. Chiều qua tại Hà Nội, Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã công bố yêu cầu nhập khẩu trái bưởi tươi từ Việt Nam sang Hoa Kỳ. Tại buổi công bố, Cục Bảo vệ Thực vật cho biết sau hơn 5 năm đàm phán, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã thông báo chính thức cho phép nhập khẩu trái bưởi tươi của Việt Nam. Như vậy, trái bưởi tươi của Việt Nam là loại trái cây thứ bảy của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ sau xoài, nhãn, vải, thanh long, trôm trôm và vú sữa Hoa Kỳ có nhu cầu tiêu thụ lớn về trái cây, mỗi năm lên tới 12 triệu tấn. Sản xuất trái cây tươi nội địa của nước này hiện chỉ đáp ứng được 70% nhu cầu, 30% còn lại, tương đương với khoảng 3,6 triệu tấn phải nhập khẩu. Trong khi đó, cả nước có 105.400 hecta trồng bưởi, sản lượng gần 905.000 tấn với các giống bưởi đa dạng đặc trưng cho từng vùng miền, riêng đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 32.000 ha với sản lượng khoảng 369.000 tấn. Đây là dư địa và cơ hội rất lớn cho trái cây Việt Nam nói chung và quả bưởi tươi nói riêng để tiếp cận thị trường Hoa Kỳ. Theo quy định của Hoa Kỳ, vùng trồng và cơ sở xử lý trái bưởi tươi của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ phải được đăng ký với Cục Bảo vệ Thực vật và cơ quan kiểm dịch động thực vật Hoa Kỳ. Trái bưởi không được nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật mà Hoa Kỳ quan tâm được xử lý chiếu xạ và được cục bảo vệ thực vật cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. Bên cạnh đó, các lô hàng bưởi tươi xuất khẩu sang Hoa Kỳ phải được xử lý chiếu xạ kèm theo giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. Để đảm bảo an sinh xã hội bền vững, công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm là một trong những yếu tố quan trọng, chuyển đổi số là hướng đi tất yếu để nâng cao chất lượng lao động. Do đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực. Trước cơn khát nhân lực số và yêu cầu đòi hỏi về tay nghề chất lượng cao, việc xây dựng các mô hình trường nghề thông minh là xu thế tất yếu. Việc đầu tư giáo dục qua các học liệu số giúp tránh những rủi ro, thiệt hại nếu sinh viên thực hành lỗi trên dây chuyền ngoài đời thật theo kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp định hướng đến năm 2030, có 100% các trường chất lượng cao là trường học số. Rõ ràng nếu không có thay đổi từ cả người dạy nghề và học nghề, chuyển đổi số sẽ khiến phần lớn lao động truyền thống có thể mất việc làm. Đã có không ít lo ngại về việc chuyển đổi số sẽ tạo ra biến động trong thị trường lao động, đặc biệt ở những quốc gia có năng suất lao động thấp và chủ yếu dựa vào gia công, lắp ráp sẽ bị tụt hậu, mất thị phần. Do vậy, chuyển đổi số là xu thế tất yếu để đáp ứng nhu cầu mới của thị trường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 13 giờ ngày 18 tháng 10, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 18,2 độ vị Bắc, 113,1 độ Kinh Đông, cách Hoàng Sa khoảng 180 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 15, di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực Bắc Biển Đông cấp độ rủi ro cấp 3. Đến 13 giờ ngày 19 tháng 10, vị trí tâm bão số 6 ở khoảng 17,6 độ vĩ Bắc, 109,8 độ kinh Đông, cách đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế khoảng 370 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 cấp 10, giật cấp 12, di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 15 km/h và có khả năng giảm cường độ. Khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Nam cấp độ rủi ro cấp 3. Từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 10, bão số 6 di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, suy yếu dần, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 10. Từ ngày 22 tháng 10, bão số 6 di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Trên biển, khu vực Bắc biển Đông bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa có mưa bão, gió mạnh cấp 9, cấp 10. Sau tăng lên cấp 11, 13, giật cấp 15, biển động dữ dội, sóng biển cao 6 đến 8 m, vùng gần tâm bão 8 đến 10 m, khu vực giữa biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Bắc Trường Sa có mưa rào và rông mạnh. Gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng cao 3 đến 5 m. Chuyển sang tin quốc tế, cảnh sát Australia phát hiện các game thủ trẻ tuổi có thể là mục tiêu tuyển mộ của những kẻ cực đoan. Theo cảnh sát liên bang Australia, các cuộc điều tra liên quan đến khủng bố đã tăng từ 2% trước năm 2020 lên khoảng 15% trong năm 2022. Họ nhận thấy xu hướng các thành viên và cộng sự của các nhóm cực đoan nhắm mục tiêu vào các thanh thiếu niên cho các em xem các nội dung độc hại bao gồm cả các video tái hiện bạo lực của các vụ khủng bố trên thực tế thông qua các nền tảng trò chơi trực tuyến. Cảnh sát Australia khuyến khích các bậc cha mẹ và người giám hộ trò chuyện với con cái mình và tìm hiểu xem chúng đang chơi trò gì, đang tương tác với ai trong những trò chơi đó, đồng thời quan sát và tìm hiểu các hành vi của chúng trên mạng xã hội. Bản tin 9 giờ 10 sáng nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.